Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức Long Kê TV. Kính chúc quý vị niềm vui, sức khỏe, bình an. Và sau đây là phần nội dung chính. Tá hỏa phát hiện bộ xương người trên mái nhà ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Một người cháu trong quá trình sửa nhà ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bộ xương nghi vấn là bà của mình. Trưa mùng 9 tháng 8, lãnh đạo công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà cụ ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, ngày mùng 9 tháng 8. Mạng xã hội xôn xao clip một người cháu trong quá trình sửa nhà đã phát hiện một bộ xương người. Người quay clip khẳng định đó là bà út của mình và bà đã mất tích hơn một năm qua. Người này dựa vào đặc điểm là bộ đồ bà ba bà mặc hàng ngày cùng hàm răng giả của bà. Đáng chú ý, cạnh bộ xương có một đôi dép cùng hai chai nhựa, một chai được người quay clip cho rằng thuốc trừ sâu. Sau khi phát hiện sự việc, những người trong gia đình trình báo công an. Lãnh đạo công an huyện Bình Chánh xác nhận sự việc là có thật. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũng xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn và công an đang vào cuộc. Điều khiến nhiều người trong gia đình thắc mắc và ngạc nhiên là không biết vì sao bà leo được lên mái nhà cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này. Hà Nội phát hiện thi thể trong nhà hàng Vua chả cá trên phố Lý Thường Kiệt. Ngày 9 tháng 8, lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ việc phát hiện thi thể người tại nhà hàng trên phố Lý Thường Kiệt, nhà hàng nơi phát hiện sự việc. Theo lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm, thi thể nạn nhân xác định là nam giới. Còn lãnh đạo công an phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân nên chưa cung cấp thông tin. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, sau khi phát hiện thi thể người tại nhà hàng Vua chả cá trên phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường. Lực lượng y tế cũng được huy động phun khử khuẩn khu vực trên. Xác minh vụ việc cô gái bị đánh hội đồng. Ngày 9 tháng 8, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận. Cụ thể, ngày 8 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu nữ đánh hội đồng một cô gái gây bức xúc. Clip được cho là ghi lại vào chiều 7 tháng 8 tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. Clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, cảnh một cô gái bị nhóm thiếu nữ đánh liên tiếp vào người gây bức xúc dư luận nguồn mạng xã hội Facebook. Nội dung trong đoạn clip cho thấy một nhóm thiếu nữ độ tuổi từ 13 đến 17 tuổi đã dùng mũ bảo hiểm, thân cây lao vào đánh liên tục vào một cô gái. Khi cô gái này ngã xuống đất, nhóm thiếu nữ vẫn không dừng lại. Sự việc được ghi lại trong sự chứng kiến của nhiều người nhưng không có ai can ngăn, thậm chí hò reo, cổ vũ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra làm rõ. Tàu ngầm Trung Quốc bị phát hiện bí mật bám đuôi tàu sân bay Anh. Hai tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc bị phát hiện bí mật theo dõi tàu sân bay SMS Queen Elizabeth khi nhóm tàu chiến của Anh từ biển Đông tiến vào Thái Bình Dương, tờ Express Anh ngày 8 tháng 8. Đưa tin hai tàu ngầm tấn công hạt nhân của Trung Quốc đã bí mật theo dõi tàu sân bay SMS Queen Elizabeth của Anh khi nhóm tác chiến tàu sân bay Anh từ biển Đông tiến vào Thái Bình Dương. Tuy nhiên, hoạt động của hai tàu ngầm lớp sen của Trung Quốc với lượng choán nước 7.000 tấn và được trang bị tên lửa hành trình đã bị các chuyên gia trên các tàu hộ tống SMS Ken và SMS Richmond thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth phát hiện nhờ các thiết bị quét thủy âm sonar. Sự việc trên diễn ra khi nhóm tàu Queen Elizabeth của Anh trong hành trình từ biển Đông tiến vào Thái Bình Dương. Song Express không nêu rõ thời điểm, một tàu ngầm lớp Astute của Hải quân Anh hôm 3 tháng 8 cũng đã phát hiện hoạt động của một tàu ngầm lớp sen khác của Trung Quốc đang di chuyển với chế độ im lặng gần khu vực tàu SMS Queen Elizabeth hoạt động. Theo Express, Hải quân Anh trước đó đã dự đoán về khả năng bị các tàu ngầm và tàu do thám của Trung Quốc theo dõi, thu thập thông tin tình báo, cũng như khả năng tàu sân bay có thể bị theo dõi trong khoảng thời gian ngắn trước khi Hải quân Anh có thể phát hiện. Nhóm tàu hộ tống Anh đã phối hợp theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Trung Quốc trong vòng 6 giờ sau khi rời Biển Đông. Trung Quốc đang phát triển năng lực tàu ngầm và chúng ta không được đánh giá thấp, nhưng họ chưa có kinh nghiệm chiến đấu như các đội tàu ngầm của Mỹ và Anh. Express dẫn lời một chuyên gia giấu tên nhận định, Bắc Kinh đang sử dụng công nghệ định vị chúng ta và còn điều các tàu ngầm cũng có ý đồ gia tăng vị thế và thống trị thương mại, an ninh khắp Thái Bình Dương, vi phạm luật pháp quốc tế, chuyên gia trên nói thêm. Trong số 66 tàu ngầm đang hoạt động, Hải quân Trung Quốc hiện vận hành 6 tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ hai với tên gọi chính thức là tàu ngầm lớp Tai-093 được đưa vào biên chế năm 2006. Mỗi tàu ngầm này có thể hoạt động liên tục trên biển trong 80 ngày và được trang bị nhiều loại tên lửa hành trình khác. Các nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết các tàu của Trung Quốc đã cố gắng theo dõi các tàu của Mỹ và ngày càng hoạt động mạnh mẽ trên Thái Bình Dương. Taliban tiến gần tới cửa ngõ thủ đô,
Afghanistan đứng trước bước ngoặt nguy hiểm. Afghanistan đang đứng trước bước ngoặt nguy hiểm khi lực lượng vũ trang Taliban chiếm được quyền kiểm soát những thủ phủ cấp tỉnh đầu tiên, đặc biệt là thành phố miền Bắc Kunduz. Đây được xem là một cửa ngõ vào thủ đô Kabul và là một trong những thành trì chống Taliban. Tình hình bất ổn gia tăng dường như đang vượt xa tính toán của Mỹ và các đồng minh, cùng những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ quốc gia Tây Nam Á này một lần nữa có thể trở thành nơi trú ẩn của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Chỉ trong vòng vài giờ, Taliban hôm qua đã lần lượt chiếm thêm được quyền kiểm soát 3 thành phố cấp tỉnh, đặc biệt trong đó có Kunduz có vị trí chiến lược ở miền Bắc Afghanistan. Như vậy tới nay, nhóm vũ trang đã chiếm được 5 trên tổng số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan và dường như đang có được động lực chiến lược chỉ dài tuần trước thời hạn chót rút quân của Mỹ. Việc chiếm được Kunduz là chiến thắng quan trọng nhất của Taliban kể từ khi nhóm vũ trang này phát động các cuộc tấn công hồi tháng 5 vừa qua. Từng hai lần rơi vào tay nhóm vũ trang trong các năm 2015 và 2016, thành phố với khoảng 300.000 dân này là cửa ngõ chiến lược ở miền Bắc Afghanistan, nằm giữa thủ đô Kabul và quốc gia láng giềng Tajikistan. Sau khi chiếm được các khu vực rộng lớn ở nông thôn, từ đầu tháng 8 này, Taliban đã tăng cường tấn công nhằm vào các thành phố lớn. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các lực lượng chính phủ vẫn đang chiến đấu để giành lại các mục tiêu chủ chốt. Trong bối cảnh giới phân tích cho rằng khả năng của Kabul trong việc giành lại và kiểm soát miền Bắc sẽ đóng vai trò sống còn đối với sự tồn tại lâu dài của chính phủ Afghanistan. Xem đặc nhiệm Nga tập trận trầm trộ gần biên giới Afghanistan. Cuộc tập trận giữa binh sĩ Nga và Uzbekistan diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Afghanistan thời gian gần đây hết sức bất ổn. Theo hãng tin RT của Nga, cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại trại huấn luyện thực địa Termez, Uzbekistan, nằm ở vùng núi sát biên giới với Afghanistan. Mục đích của cuộc tập trận nhằm tăng cường hiệp đồng tác chiến giữa binh sĩ Nga và Uzbekistan trong việc đánh lui cuộc tấn công giả định của các tổ chức khủng bố. Một số video được đăng tải cho thấy binh sĩ đặc nhiệm đổ bộ từ các trực thăng M-17 và H-215 xuống địa hình gồ ghề, sau đó truy lùng và tiêu diệt kẻ thù giả định trước khi họ tiến tới địa điểm rút quân. Quân đội Nga lần này cũng triển khai 4 máy bay ném bom chiến lược T-22 M-3 tham gia tác chiến. Hãng tin RT nhận định, cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Á, nhất là tại Afghanistan, thời gian gần đây hết sức bất ổn. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Uzbekistan Surat Khamukhamidov hồi tuần trước, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố rằng các binh sĩ cần được huấn luyện để đánh lùi mối đe dọa từ những kẻ khủng bố. Dùng pháo đài bay B-52 giải bom Afghanistan, Mỹ trúng kế Taliban. B-52 ném bom khiến dân thường chết nhiều, hạ tầng đô thị bị tàn phá nặng nề. Điều này khiến quân chính phủ Afghanistan thêm mất thế giảm lực. Mỹ dùng pháo đài bay B-52 ném bom chặn bước tiến của Taliban. Ngày 7 tháng 8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman cho biết Mỹ đã triển khai máy bay B-52 ném bom các mục tiêu của Taliban trong bối cảnh xung đột tại đất nước Trung Nam Á này đang diễn ra ác liệt. Theo TASS, theo ông Fawad Aman, máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã không kích lực lượng Taliban ở thành phố Sebergan, thủ phủ tỉnh Jorjan, gây tổn thất nặng nề. Theo số liệu sơ bộ, khoảng 200 tay súng Taliban đã thiệt mạng. Được biết, các pháo đài bay B-52 đã cất cánh từ căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar, bay vào không phận Afghanistan, rồi trực chỉ các mục tiêu của Taliban ở tỉnh Kandahar, tỉnh Herat và Lashkargah của tỉnh Helmand. Không quân Mỹ phải sử dụng pháo đài bay B-52 ném bom Taliban bởi nhóm phiến quân đã giành quyền kiểm soát thành phố Sebergan. Đây là thủ phủ của tỉnh thứ hai sau thành phố Jarin, thủ phủ tỉnh Nimrud, rơi vào tay Taliban chỉ trong vòng 24 giờ, mặc dù oanh tạc cơ của Mỹ đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Taliban. Nhưng điều này không ngăn hề được bước tiến quân thần tốc của Taliban trên khắp chiến trường ở Afghanistan, vì chỉ 24 giờ sau khi chiến công của Mỹ được loan báo, Taliban đã chiếm thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz ở Bắc Afghanistan. Đây là thành phố lớn đầu tiên mà tổ chức Hồi giáo này giành quyền kiểm soát từ khi phát động chiến dịch quân sự. Theo The New York Times, việc chiếm được Kunduz là thắng lợi lớn về mặt quân sự và chính trị với Taliban. Với dân số 374.000 người, Kunduz là một trung tâm thương mại sống còn của Afghanistan trên vùng giáp danh với biên giới Tajikistan. Tất cả lực lượng an ninh đã chạy tới sân bay. Tình hình rất nguy kịch, Shahzad Jawad Husseini, phó cảnh sát trưởng một quận ở thành phố Kunduz nói. Khi Kunduz thất thủ, Taliban cũng chiếm luôn Saipul, thủ phủ tỉnh cùng tên ở phía bắc Afghanistan. Taliban có mặt trên khắp các tuyến đường trong thành phố, ông Shahzad Asadullah Janis, ủy viên hội đồng tỉnh Saipul cho hay. Hiện các quan chức tỉnh này đang ẩn nấp trong một căn cứ quân sự ở ngoại ô, nơi giao tranh vẫn đang diễn ra.
Chiến thắng của Taliban ở một loạt tỉnh, thành phố đã đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến dịch quân sự của lực lượng này. Taliban bắt đầu phát động các cuộc tấn công vào tháng 5, khi lực lượng Mỹ bắt đầu rút về nước. Sau khi tràn qua khu vực nông thôn, các tay súng Taliban đã chuyển sang giao chiến ở đô thị trong vài tuần gần đây khi tiến vào các thành phố như Kandahar và Laskaga ở phía nam và Herat ở phía tây. Taliban tuyên bố đã kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính tổ chức Hồi giáo cực đoan này kiểm soát được một nửa trong tổng số 419 trung tâm cấp quận, huyện của Afghanistan. Với tốc độ tiến quân vũ bão, việc Taliban nhanh chóng chiếm giữ các trung tâm, tỉnh lỵ, huyện lỵ là không có gì bất ngờ.